không có. Đây, xíu quách đây. Quá trời. Kêu thêm nấm không Hương? Ủa, đây có nấm không? Ăn đi. Này, gắp nguyên cục này lên đi. Cho hai cục xương. Trước tiên là ta sẽ gặm cái cục này mà xương như vậy nè, đó. Cái mì tao nghĩ chắc em về vậy hết. Không ăn nổi nên phải gói về cho bà con mai sau. Cái này có một cây nào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.